Xin chào các bạn, tôi là rùa cạn châu Phi, rất vui được làm quen. Hôm nay, tôi may mắn được Tiun cho phép giao lưu cùng các bạn, nên cũng muốn giới thiệu đôi nét về giống rùa cạn chúng tôi, để các bạn hiểu rõ hơn. Dạo này, đồng bào của tôi du nhập sang Việt Nam hơi nhiều, nhưng lại ít có ai có được cuộc sống tốt như tôi hiện tại. Do đặc tính sống quen ở sa mạc, nên để thích nghi tốt ở khí hậu nhiệt đới, chúng tôi cần phải được phơi nắng thường xuyên để giữ ấm và tổng hợp canxi trong cơ thể. Chúng tôi rất thích ăn rau salad giống vậy nè. Nhưng rau ở Việt Nam không đảm bảo vệ sinh an toàn, làm cho đồng loại của tôi ăn vào dễ bị ngộ độc thuốc trừ sâu dẫn đến tử vong. Nên mấy bạn ơi, có cho ăn rau thì rửa sạch sẽ giùm cái. Hay tốt nhất để chúng tôi ăn cỏ cũng được. Thấy một số gia đình nuôi chúng tôi trong sân vườn để làm vườn thay máy cắt cỏ thật là hợp lý, khiến cho chúng tôi cảm thấy sự tồn tại của mình trong thế giới này có ý nghĩa biết bao. Tuổi thọ của chúng tôi trung bình khoảng 50 đến 60 năm, nên rất thích hợp làm bạn tri kỷ với con người. Riêng tôi năm nay đã 10 tuổi, nhưng tôi giống như một ông cụ non. Ước mơ của tôi là được trở thành thợ làm vườn nổi tiếng cho Tiun.